Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh vừa tổ chức bình xét thi đua khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát hiện, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh năm 2023. Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn biến sôi động, hàng hóa phong phú, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, chất lượng ngày càng được cải tiến, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Tuy nhiên, tình hình vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng cấm, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn vẫn còn xảy ra. Để đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, các sở ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã triển khai nhiều kế hoạch đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu và hàng giả, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thống nhất đề xuất Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân và Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh năm 2023. Huyện Tam Đảo vừa thưởng nóng cho công an huyện đã có thành tích xuất sắc trong điều tra vụ án cướp tài sản tại thị trấn Hợp Châu. Trước đó khoảng 0 giờ 50 phút ngày 14 tháng 12 năm 2023, công an huyện Tam Đảo nhận được tin báo của anh Đinh Công Tuyến, sinh năm 2003, trú tại thôn Tân Bình, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, là người điều khiển xe máy có chở 2 người bạn đi đến quảng trường Tam Đảo thuộc Tổ Dân Phố Tích Cực, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, thì bị 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy dùng dao, gậy đánh bị thương một người và sau đó cướp lấy xe máy của anh Đinh Công Tuyến. Nhận được tin báo, công an huyện Tam Đảo đã huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, truy bắt các đối tượng. Sau gần 48 giờ đồng hồ, công an huyện đã xác minh được 2 đối tượng cướp tài sản nói trên là Nguyễn Đỗ Đăng, sinh năm 2006 ở thôn Mé, xã Hưng Đạo, huyện Tam Dương, và Đặng Minh Thuận, sinh năm 2009 ở Tổ Dân Phố Bảo Ninh, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo. Lãnh đạo huyện Tam Đảo đã thưởng nóng cho lực lượng công an huyện 10 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong phá nhanh vụ cướp tài sản tại thị trấn Hợp Châu. Công an tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho các đồng chí thuộc đơn vị nghiệp vụ cảnh sát, công an các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Lớp học được tổ chức trong thời gian 15 ngày. Các học viên được học tập 3 chuyên đề: những quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, cấu tạo, tính năng, tác dụng và công tác quản lý, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng và công cụ hỗ trợ. Qua lớp tập huấn giúp cho học viên vững vàng về kiến thức quản lý các phương tiện chiến đấu, từ đó biết cách sắp xếp khoa học, vận dụng linh hoạt vào công tác, phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tại huyện Lập Thạch, Cục Quản lý Thị trường tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, vật tư y tế cho các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, vật tư y tế của 2 huyện Lập Thạch, Sông Lô. Các đại biểu được báo cáo viên của Cục Quản lý Thị trường, Sở Y tế thông tin về kết quả hoạt động của lực lượng chức năng trong công tác quản lý thị trường, công tác phòng chống gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và 11 tháng của năm 2023. Thông tin về tình hình kinh doanh, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, vật tư y tế thời gian vừa qua và giải đáp những quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Thông qua hội nghị giúp các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, vật tư y tế của 2 huyện Lập Thạch, Sông Lô nắm rõ hơn các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, vật tư y tế, những hành vi bị cấm trong hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm và một số quy định về xử lý vi phạm. Từ đó, chủ động trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyển quân năm 2024 là tiếp tục thực hiện phương châm tuyển người nào chắc người đó. Do vậy, các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện chặt chẽ, bài bản công tác khám sức khỏe với quyết tâm nâng cao chất lượng tân binh ngay từ khâu khám tuyển. Cơ quan quân sự đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai công tác khám sức khỏe, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, tổ chức khám theo đúng hướng dẫn, quy định, đảm bảo kết luận khách quan, chính xác chất lượng sức khỏe của từng công dân. Đến nay thì Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của cấp huyện đang tổ chức khám tuyển bước đầu thì cũng được quan tâm rất đúng đắn từ tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo rất chặt chẽ trong cái khâu tuyển chọn công dân nhập ngũ. Năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc được giao tuyển chọn và gọi 2.212 công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, giao cho 13 đơn vị nhận quân. Trong đó, giao cho các đơn vị quân đội là 1.900 chỉ tiêu và công an là 312 chỉ tiêu. Theo kế hoạch, các địa phương sẽ giao lệnh gọi nhập ngũ trực tiếp cho công dân xong trước ngày 31 tháng 1 năm 2024, cấp quân tư trang cho tân binh xong trước ngày 20 tháng 2 năm 2024 và tổ chức lễ giao nhận quân bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 2 năm 2024. Ý thức của thanh niên của tỉnh Vĩnh Phúc cũng được giáo dục thường xuyên và đây cũng là cái nhận thức và động lực để thanh niên lên đường nhập ngũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quân đội và công an phối hợp rất chặt chẽ về vấn đề là liên quan tới đăng ký tạm trú tạm vắng, còn di chuyển nghĩa vụ quân sự. Trong đó có liên quan cả các trường đại học cũng như các cái trường trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi đã xác minh rất kỹ. Thế qua đó thì kết hợp với tuyên truyền giáo dục thuyết phục cũng như dùng các biện pháp hành chính về luật pháp và quân sự thì lại càng nâng cao ý thức hơn cho thanh niên đến tuổi nhập ngũ. Vĩnh Phúc luôn là địa phương tiêu biểu của quân khu 2 về công tác tuyển quân, cùng với đảm bảo chất lượng tân binh từ khâu khám tuyển. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về luật nghĩa vụ quân sự, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân được giao. Những ngày này, nhiệt độ trên địa bàn tỉnh xuống thấp, trời rét đậm, rét hại đã ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của mọi người, trong đó có người già. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong những ngày này, số người cao tuổi nhập viện điều trị chủ yếu liên quan đến các bệnh đường hô hấp có chiều hướng gia tăng. Do có sự chuẩn bị trước, nên ngay sau khi có những dấu hiệu của bệnh tai biến mạch máu não tái phát lần 2, anh Lê Trung Kiên đã kịp thời đưa người thân xuống cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau 2 ngày điều trị tích cực, hiện tình trạng sức khỏe của người nhà anh Kiên đã cải thiện, có dấu hiệu hồi phục. Hang mà già nhà chăm nhau thì không có kinh nghiệm. Trước khi buổi sáng tôi cho anh đi làm thì cũng bật điều hòa là cái vấn đề là nóng cho ông rồi. Thế bà không biết thì ở nhà bà tắt đi. Và tắt đi thì cái phòng điều hòa thì nó rất là kín và hai nữa là lại không có cái lưu thông giữa điều hòa vào và hai nữa nhiệt độ nó lại thay đổi đột ngột đấy. Thế là ông ấy cũng dấu hiệu là do thời tiết nó thay đổi đột ngột, do mình một là thời tiết bên ngoài thì mình đã lường trước rồi nhưng mà cái vấn đề về người chăm sóc thì cũng chưa kinh nghiệm cho nên là với hai yếu tố đó nó dẫn đến cái bệnh này người già này rất nguy hiểm. Trung bình một ngày tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám cấp cứu cho từ 120 đến 130 bệnh nhân. Tuy nhiên, trong những ngày thời tiết xuống thấp như hiện nay, số lượng bệnh nhân tới khám đông hơn. Dao động từ 150 bệnh nhân trở lên, tập trung chủ yếu ở nhóm người cao tuổi với các bệnh lý như hen phế quản, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, mạch vành, suy tim, các bệnh lý về van tim và bệnh mạch máu ngoại vi. Thời tiết xuống thấp như hiện nay, để chủ động phòng chống bệnh cho người cao tuổi, các bác sĩ khuyến cáo phải đảm bảo chế độ giữ ấm cho bệnh nhân. Thứ hai là đảm bảo chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân phải nhận biết được một số dấu hiệu triệu chứng của bệnh lý về đột quỵ để mình có thể đến bệnh viện sớm nhất để mình trong khi đến sớm nhất như thế mình có thể dùng những biện pháp, những kỹ thuật để mình can thiệp làm giúp cải thiện được tình trạng bệnh của bệnh nhân. Những tình huống mà đến muộn thì thậm chí có những tiên lượng rất là xấu, thậm chí bệnh nhân bị tử vong do bệnh lý đột quỵ mang lại. Những ngày giá rét, người cao tuổi cần được giữ ấm, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị nhiễm lạnh, mắc bệnh về hô hấp hoặc có thể gây những cơn đột quỵ tim, đột quỵ não, ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng. Tặng nhau ma túy trong ngày sinh nhật để tổ chức sử dụng, 5 đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Yên tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhân ngày sinh nhật, Đỗ Thị Trang sinh năm 2001 ở huyện Lang Thủy, tỉnh Hòa Bình, rủ Trần Thanh Hiếu sinh năm 1992 ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên và nhóm bạn đi ăn uống. Sau khi ăn xong, Hiếu dẫn Trang vào nhóm bạn đến một ngôi nhà ở phường Khai Quang để sử dụng ma túy. Tại đây, Hiếu tặng cho Trang một chỉ ma túy Ketamine chúc mừng sinh nhật. Tiếp đó, Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1995, Nguyễn Trí Dũng sinh năm 1998, Trần Tuấn Huy sinh năm 1984, đều ở thành phố Vĩnh Yên, cũng mua 2 chỉ ma túy Ketamine tặng sinh nhật Trang. Các đối tượng đã chế biến số ma túy trên và đang cùng nhau sử dụng thì bị công an thành phố Vĩnh Yên phát hiện bắt giữ. Tại thời điểm trên, có 19 đối tượng đang ở trong ngôi nhà. Kết quả xét nghiệm xác định 13 đối tượng dương tính với chất ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Yên đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm Đỗ Thị Trang, Trần Thanh Hiếu, Nguyễn Chí Dũng, Trần Tuấn Huy và Nguyễn Văn Thắng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan.